Tôi muốn về nhà. Có thể. Với một điều kiện. Nói đúng hơn là tôi cho anh một cơ hội để lựa chọn con đường của mình. Nếu như anh tiếp tục rượu chè gây rối, đặc biệt là đánh vợ con, tôi đảm bảo là mình sẽ xử lý đúng pháp luật và không có nương tay gì đâu. Thế tức là tôi được về thật à? Anh có dám hứa không? Tôi sẽ cố gắng. Hứa thì... Đàn ông, dám làm, dám chịu. Tôi biết hoàn cảnh lầm lỡ trước đây của chị Thương, nhưng anh đã chấp nhận và lấy người ta làm vợ thì đừng nghĩ mình làm ơn mà có quyền hành hạ người ta. Dù sau này con của anh sẽ nhìn bố thế nào, liệu rằng nó có còn sự tôn trọng với anh hay không? Ít ra anh cũng phải nghĩ cho con mình chứ. Nào, anh có dám hứa hay không? Nếu như anh không làm được thì khi tôi bước chân ra khỏi phòng này, cơ hội sẽ đóng lại ngay đấy. Vâng, tôi hứa. Bao giờ mẹ con nó được về? Cái đó tùy thuộc vào thái độ của anh. Từ giờ tôi sẽ không uống một giọt rượu nào nữa. Anh cho tôi về, tôi dọn dẹp nhà cửa đón hai mẹ con thôi. Anh về đi. Anh có tin không? Chúng ta không có lựa chọn, chỉ hy vọng thôi. Cũng giống như tôi và cậu ấy, đều đến đây với hy vọng mang lại những điều tốt đẹp cho mảnh đất này. Hai mẹ con về rồi đấy à? Bố đang định đi đón. Chào hai cô chú. Anh Mến, sao khách đến lại cho ăn mấy củ săn đểu thế này? Làm con vịt. Mừng con gái bố không sao nhỉ? Bé. Không sao, có chú ở đây rồi. Bố thương thế. Xin lỗi nha, xin lỗi tỉnh nha. Tỉnh đau không? Cô chú ở lại làm chén rượu mừng nhỉ? Lại uống rượu à? Ở cái rượu này là rượu mừng không giống rượu mọi khi đâu. Tôi hy vọng rằng anh giữ lời hứa. Thấm rồi chú ạ. Cũng phải tu chí làm ăn thôi. Các cụ trong họ mới xin cho tôi làm ở Lò Ngói. Tập trung kiếm tiền chứ nát mãi thế này nhục lắm. Tình ơi, bố cháu hứa rồi đấy nhá. Nếu bố mà không giữ lời hứa, Tình biết phải làm gì rồi đúng không? Vâng ạ. Ô, xe đạp của ai đấy? Đây là xe đạp của chú Nam cho con đấy. Thế á? Bao giờ bố đi làm bố có tiền nhá, bố mua cho Tình hẳn cái xe đạp điện. Thật ạ? Thật. Bố nói điều Tình bao giờ? Thôi, chúng tôi xin phép. Đưa cô chú ngơ lại ăn cơm à? Dạ thôi, bọn em còn dở chút công chuyện. Cứ cảm ơn cô chú nhiều lắm. Chú về nhá. Cháu chào cô chú. Bye bye con.